Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì đi tìm dúi nữa các bạn. Đây là lô cao su. Dúi nhiều lắm ạ. Đây cây nè. Cục nằm dưới á. Nhiều lắm, giải rác cục lực. Tấn nó đang móc chảnh. Cục chảnh nè. Được không Tấn? Được không? Chính đá luôn hả? Cái này là các bạn biết này gì không? Nho rừng nữa bạn. Nho rừng á. Cái chỗ trái như nho mình ăn được luôn bạn. Nè. Ồ đây nguyên bể quá trời luôn Tấn ơi. Wow. Nguyên bể luôn bạn. Hả bạn biết cái này sao không? Này do người ta xịt cỏ nè. Chứ thôi nó làm vô lắm á. Nè, xịt cỏ nó năm nào cũng xịt cỏ với cái củi nằm đó đó. Chết chưa chết đâu. Để qua coi Tấn ở đâu. Bụi tới đâu rồi? Đây là lên tới núi nè bạn. Trên đây là núi Bà nè. Mình đi dưới chân núi á. Đi túc mà đường múc mà đường mà. Đường đây là kêu bằng khe đon đó bạn. Dưới không á. Nhiều lắm. Cục nó nằm ở dưới á. Này đằng kia nữa kìa. Không. Ôi nguyên cục liền luôn hả? Quá đã luôn bạn nè. Ui cục mà độc đáo á. Đang dướng cục đá bên đây rồi. Trời ơi. Này phải lấy sâu xuống dưới mới cắt được chứ. Cạn quá đâu cắt được đâu ta. Quá trời luôn bạn, nhiều lắm. Đây chịu khó mình đi săn lùng đó bạn. Móc đó. Nó nằm liền chứ á. Nè đi về luôn rồi bạn thấy không? Nó do người ta xịt cỏ đó. Đây ở trong rừng tùm lum luôn, có cây bự vậy đó kìa. Nó còn cây bự đó. Thấy không? Mấy cây này là cây là sợi nè các bạn. Đây là cây tràm bông vàng nè. Nè nó nè. Nó lùm lùm nó nằm dưới đó, nhưng mà mình móc lên là nó có nguyên một bể mà. Ô, đó người ta đang cưa cao su. Nè. Dưới không á. Gần ở trong rừng à. Lên tới trên núi. Cây bự. Ó, vòng trên đó nó dưới đó bạn. Nó lá đó đó. Đó lùm đó là dưới đó. Nhiều lắm. Ủa, đây làm gì cho hết. Đây có cây này giống cái cây gạo quá vậy đâu. Cái phải không nữa. Rồi để quên xuống đây. Nghiên cứu anh Tấn nó móc được cái cây đó rồi. Ở trong cái bì rừng á thì cây nó thẳng thẳng không bạn. Chủ yếu mình đi ở ngoài đây mình kiếm mấy cái bệ mà. Thì chặt á. Lâu ngại nằm dưới. Lấy mình cắt nha các bạn. Được không bạn? Lấy nổi không? Không biết. Tại nó dưới đá hả? Bên kia dưới cục. Không mà móc rộng chắc có thể mình lấy được mà. Nói sâu về chắc. Sâu nữa mới cắt được chứ vậy sao cắt được. Chú bự đây ra nè. Đúng rồi. Mấy lúc cưa được chứ. Chịu khó móc bự xíu đi. Đá thôi. Từ từ mới được chứ thắng mạnh không được. Ui mũi quá trời mũi luôn mọi người. Chết cha rồi. Mình đây không biết ở đây có mũi. Hồi nãy đi mua cái chai xịt mũi cầm theo rồi. Cái này do là các bạn thấy là cây cao su là nó kín mít luôn. Hình ra mũi ghê lắm các bạn. Ủa cái cây tràm bông vàng mà bự cỡ này. Bên kia bạch đàn. Đó, đó cái dúi đó bạn, dúi bự á. Thấy chưa? Quá trời mũi luôn bạn ơi. Cái này đúng là lấy sâu cũng hay lắm. Nhưng mà đâu có đem gì theo đâu các bạn. Hai lần đi đây này có cái giá để siêu siêu rồi. Thành ra móc xuống tới đây đụng đá không à. Không có cái gì cậy cục đá các bạn. Nè hai cục đá kè hai bên kìa. Đó. Phải có cái cây bự á. Cây xà beng bự nãy hai cục đá lên lấy. Cái rễ đã luôn mà luôn kìa. Thấy không. Rễ nằm ở đây nè. Này mình đưa nằm qua thành cái mình luôn á. Mà làm biến các bạn. Bữa nào đi. Bữa nào đi đem thêm mấy cây bự bự. Móc mấy cây kia cổ này. Lấy đại lên đi.
thử cái nó ra sao. Đó, tắn nó cười sắp đứt. Đâu rồi? Cái chút nó đứt à. Phê các bạn, phê hả tắn? Toàn dân công tử Bạc Liêu không các bạn. Để bữa nào kiếm cái thằng, cái thằng nó làm á, kêu nó đi á, kêu đem vòng vòng bươi mấy cái này á, chịu khó bươi sâu sâu chứ các bạn. Tại đây cũng dễ bươi lắm, đá chọt chọt cậy từ cái đá lên à. Nhưng nãy mình đem không có đem cái cây dài á, phải đem cái xe đen dài rồi làm cậy đá lên. Đây nó cây nhỏ xíu xíu này, chủ yếu là đi tham quan. Chủ yếu đi tham quan thôi, nhưng mà lỡ gặp lấy luôn á. Chứ không thôi móc cây này là đẹp à. Này dưới nó có cái đế nè, có thể mình để nằm qua nè, nó có cái mình luôn đó, độc đáo luôn á. Mà không có gì lấy cục đá ủng á, thôi cậy đi, đây thiếu chai gì, bữa nào lấy cái khác các bạn. Rồi chủ yếu là cho lên hả, mình mong chào chứ nó mình mong gì, mình mong ha, mình mong cụ vui luôn. Vậy chứ mình mua trên mạng cũ mấy trăm ngàn không các bạn, mấy trăm ngàn cũ không. Cái chỗ chặt hẹp không có cưa được nữa, làm biến móc ra, móc vừa bự ra chút nữa đi, không chịu đâu, để gì cưa cho nó cực ghê vậy đó. Có con chai nước không uống luôn, bây giờ mình chế vô cho nó đừng chín lưỡi các bạn. Cái đó nó ngắn mình kéo không được các bạn, chứ đúng ra thì nó cũng không có nhiều chút đứt rồi. Làm theo kiểu làm biến mà các bạn ha. Vừa thôi nha, nghiêng qua này đi, bên đây nó đụng một đá lên cho nó dướng cục đá cái rễ bên đây nè. Ủa cái này phải nãy giờ lấy xà beng lấy lên ngon quá trời, nguyên đây. Nguyên cái mình nó kìa, bộ ổn quá. Rồi đâu vinh lên nữa kìa, bỏ luôn dưới nè các bạn, ổn ha. Đây nè, có cái mình luôn nè, quá trời cái mình bự, lắc qua đây quá ngon luôn. Thôi không ăn thua, tẩm này về đây tính á. Về phá thới cái này ra nó ra sao ha. Đó. Nguyên cục luôn. Có vậy chứ đẹp á. Này hả? Đẹp. Ừ. Nguyên bể luôn nè. Về xịt nước ra các bạn mới thấy được ha. Tắn nó về này nó còn tiếc các bạn. Tới đây nó gặp cũ nhỏ mà. Nó móc nữa kìa. Nó đá luôn nè. Cho bạn xem cái này nè. Đây. Bạn thấy cao su nó nu ghê không? Thằng cao su người ta cạo mũ các bạn, nu quá trời quá đất luôn, lại hại thiệt chứ. Hại nó cạo mũ nó gì nè, hồi xưa nó cạo ở đây nè, cạo tới đây xong giờ cạo lên tới đó, đó nào nó nu cục 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 lắm rồi. Quá trời luôn đó. Này là cái đồ người ta cạo mũ đó các bạn, đây này kêu bằng cái chén mũ, cái người ta cạo ở đây chảy mũ xuống đây. Đó, cạo dài lên tới trên đúng không ha, cạo dưới cái nu, nu ghê không, được không, thấy dễ không. Thằng kia để mai lên lấy cục kia kìa, bỏ nguyên một bậy quá trời luôn rồi. Rồi thẳng lấy con củ nhỏ nó đi về, cát mềm dễ lấy lắm mà, nhưng mà chỉ có đá thôi, sợ lấy cục đá bự lấy không được thôi. Ở đây mình xà beng bự thì cũng lấy cũng dễ, không có gì khó. Tại vì cái này mình đâu cũng cần lấy sâu con nè. Đại ngang gì cũng về bên trồng cũng nó cũng dễ sống ra, không cần phải lấy sâu cái dải chuột nó làm gì chứ. Cắt khúc đi. Ha. Ú, đá đã rồi, không phải lấy cục đá luôn ta. À, lấy cục đá nó về để cái mà trồng cái chuối vô nữa là đúng bài luôn đó. Không. À. Xíu xíu à. Thôi nghỉ rồi, về rồi. Ở đây mới có 3 giờ mấy mà tôi thui nữa bạn. À. Chúng tới đường đó bạn. Đây. Ở đây lên đó sát bên đó bạn. Mà xuống tới đường mình thấy đây có cát. Cát trên lu xu chảy xuống động nha nè bạn. Lấy cái cát này về dâm mà mới ngon nè ha.
em vô lấy cái bao đi, xúc miếng cát à. Ủa cái giá này đâu ta? Hồi đó kìa. Đây bạn, cát này cho mũ là bao phê luôn ha. Đó, không có bao luôn. Vô lấy dúi. Còn phải cát của ta chấp bao. Vậy lấy cái bao của ta. Chứ giờ lấy cái dúi mà không có cát sao chồng. Thì ông chủ cũng tới rồi. Không phải là đó làm cho ông hả? Đây đây chủ cả người ta không có lên đây đâu bạn. Toàn là giao cho người làm thôi. Đủ bao thôi mà một bao sẽ chở nổi. Vậy trộn chứ. Hả?